Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với những pháp nào không thủ không xả. Phật dạy, này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với sắc không thủ không xả, đối với thọ tưởng hành thức không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với nhãn xứ không thủ không xả, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với sắc xứ không không thủ không xả, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với nhãn giới không thủ không xả, đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với sắc giới không thủ không xả đối với thanh hương vị xúc pháp giới không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với nhãn thương giới không thủ không xả đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với nhãn xúc không thủ không xả đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thủ không xả đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với địa giới không thủ không xả đối với thủy hỏa phong không thức giới không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với vô minh không thủ không xả đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bố thí ba la mật đa không thủ không xả đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp không nội không thủ không xả đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạng pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không 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 tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không thủ không xả. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với chân như không thủ không xả, đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không thủ không xả. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với thánh đế khổ không thủ không xả, đối với thánh đế tập diệt đạo không thủ không xả. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bốn tịnh lự không thủ không xả, đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc không thủ không xả. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tám giải thoát không thủ không xả, đối với tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không thủ không xả. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bốn niệm trụ không thủ không xả, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không thủ không xả.